Xin chào quý vị và các bạn. Và tiếp tục ngày hôm nay thì bên công ty mình sẽ lắp hai chiếc loa 3 tấc bán thanh lý. Thì như quý vị và các bạn đã được nhìn thấy, đây là hai chiếc loa 3 tấc, nhưng mà hai dòng này thì nó khác cái bát. Một cái thì cái này thì sử dụng bát Nestle 3 tấc từ 190 côn 76. Và bên này thì là một chiếc bát RCF từ 190 côn 76 luôn. Dòng này là bát đời đầu ha, đít lồi. Phía sau có 4 lỗ. Thì hai cái dòng này thì toàn bộ là hàng mới hết. Mà hiện tại thì nó bị lẻ, mỗi loại chỉ còn có một cái thôi, cho nên thì mình sẽ lắp lên bán thanh lý. Và chép thì cũng dùng chép RCF. Đây, chép RCF 750 đít nhôm. Đó. Đây là bát Nestle này. Dòng này từ 190 ha, côn 76 cực khủng luôn. Dòng này thì bên trong nó cũng trang bị phân tần luôn nha các bạn, phân tần chống cháy và phân chia tần số cho loa bát và loa chép luôn. Đây là thùng của nó, thùng bên trong cũng có bông mút rất là dày ha. Thùng này thì mình sẽ không giới thiệu nữa, tại vì trong những cái video đầu trước thì mình cũng bán thanh lý rất là nhiều rồi mẫu thùng này. Hôm nay thì còn lẻ, đây là hai cái cuối cùng nha các bạn. Giá mình bán thanh lý một cái là 2.500.000. Thì nếu như anh em nào mà lấy hết hai cái thì mình sẽ tính giá 4.500.000 ha, 4.500.000 hai cái. Còn nếu mà mua lẻ thì sẽ tính giá 2.500.000 trên một cái. Đó, đây bát đợt xếp này, dòng bát này là bát đời đầu cho các bạn, có in mã số đây, toàn bộ có mã số hết. Đó, và chép đợt xếp 750. Hai dòng này giống hệt nhau, nó chỉ khác nhau hai cái loa bát thôi. Bát thì đều là từ 190 côn 76 hết. Còn toàn bộ thùng, phân tần và loa chép nó giống nhau. Thì hiện tại thì mình chỉ còn hai cái này thôi ha. Thì anh em nào có nhu cầu liên hệ trực tiếp với mình theo số hotline trên video nha. Rồi, xin cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của mình. Và bây giờ thì mình sẽ lắp vô và sẽ test cho quý vị các bạn cùng nghe chất âm của hai cái loa này nha. Mình xin nhắc lại là nếu như anh em mua lẻ một cái thì là giá 2.500.000, còn nếu như anh em nào lấy hết hai chiếc thì mình sẽ tính giá 4.500.000 nha, 4.500.000 cho hai chiếc. Rồi, xin cảm ơn quý vị các bạn rất nhiều. Và như vậy thì mình bây giờ đã lắp ráp xong. Và bây giờ thì mình sẽ test cái loa ở bên trái là cái loa Nestle, bên phải là cái loa RCF. Thì bây giờ mình sẽ test một cái loa Nestle trước ha. Sẽ đổi qua cái loa RCF. Bao ngày qua đúng rồi. Và các bạn có nhu cầu liên hệ trực tiếp với mình theo số hotline trên video ha. Dòng này thì mỗi loại chỉ còn có một chiếc thôi. À, bên trái là Nestle, còn bên phải là RCF. Đều là loa 30 từ 190 và côn 76, chép RCF 750. Xin cảm ơn quý vị các bạn rất nhiều.